Mai là có mưa đâu. Ồ hả? Rất nhà của anh nè. Đi lên đây là. Mai có mưa là tôi chửi ông ở nhau rồi. À, ai ôm tôi? Ai con của tôi nhỏ. Cái cưng của tôi nhỏ. Ba rất thương mẹ. Mẹ rất thương con. Rồi lên, mời Bella lên lên. Hai đứa nào nó hoạt nó lùi vô lùi ra, đừng có tính lập nhau nha. Lùi ra lùi vô á. Chạy đi rồi đúng không? Nó đâu có gọi đâu. Em khóa cửa rồi phải không? Rồi nó đi sắp quê rồi. Ủa có đem bánh mì về chưa? Có. Cho con ăn. Mẹ nó chém. Chém cái gì nó móc meo lên. Sáng tính rửa chén mà nhớ là cái đầu chưa gọi. Thôi phải gọi đầu trước. Về mở cửa banh ra hết luôn. Cho nó thơm cái. Rồi, Bà La đi về tắm rửa. Hả Bà La? Bà La ăn dinner, Bà La đói bụng. Bà La đói bụng hả? Ok. Nhưng cô đã nóng chiều rồi. Nó có gì ăn vô. Ăn gì mà no hay có vậy? Vô. Rồi chiều đó đi Bà La. Nếu mà giao quá trễ, chắc chắn con sẽ no ngay. Vô. Nhưng mà Bà La mang nước vô đi nóng đó. Kiểu này hôi nước lắm. Giờ chiều hết nóng rồi. Giờ chiều. Để nó hôi nhựa là khỏi uống phí tiền. Mắc gì hôm nay không mang trong tiệm để. Ê, bây giờ đổ bây giờ. Không, em nóng 80 mấy, 80 đồ kiểu này nó chảy nhựa là coi như phí mấy hồng bạc. Đi. Tôi không có nào đem máy được. Đi vô. Nghe vậy. Hồi nãy ba xách máy con ra chưa? Rồi. Vô con, mẹ đóng cửa lại. Ok, cúp phone đi, cúp điện thoại đi nghe. Ok, cúp đi. Ủa, sao cái này lâu quá, lâu sạc pin quá ta. Wow, cái này nó sạc pin hồi nào mà nó dồn quá.